một set bộ đồ mà cực kỳ năng động và thể thao này cho tất cả mọi người. Đợt vừa rồi thì mọi người bắt đầu kiện rất là nhiều, nhưng mà tại sao Phương không review những cái set bộ nữa mà đa phần đẩy vào những cái sản phẩm khác? Lý do là bởi vì là lần này thì set bộ mới về và thật sự luôn là Mega Fashion rất là mong ngóng thì nó mới về hàng. Và lần này về thì hàng gọi là xuất sắc luôn, và những set bộ nỉ cực kỳ đẹp nhất cả nhà nhá. Đây là một cái set nỉ mà Phương nghĩ rằng là gọi là chúng ta sẽ ấn tượng với nó ngay từ khi mà nhìn thấy, từ cách phối màu này cho đến kiểu dáng thì rất là xinh. Đây. Em này thì là phối giữa màu xanh này, phối màu be rồi màu xanh navy. Nói chung là những cái bảng màu này đều là những cái bảng màu hot nhất của năm nay. Rồi những cái chi tiết nhỏ như những cái phần tay này, phần chữ được theo ở tay, rồi là phần sọc kẻ ở quần, đều khiến cho cái set đồ này nhìn nó rất là năng động và khỏe khoắn hơn rất là nhiều. Set này thì cái phần áo lại là phần kéo khóa, nên là mọi người có thể mix được áo phông hoặc là áo hai dây ở bên trong như thế này. Đó, có thể là kiểu như kéo một nửa xuống hoặc là cũng có thể là kéo hẳn ra như thế này, cũng rất là xinh. Đó. Nói chung là một cái set đồ như thế này thì rất là dễ phối và rất là dễ ứng dụng. Phương thì Phương cực kỳ thích đồ thể thao khi mà chúng ta mặc ra đường, rất là thích mặc đồ thể thao ra đường, bởi vì hàng ngày là Phương đi dẫn đã phải mặc những cái set đồ nhìn rất là bánh bèo rồi, nên là kiểu hàng ngày thì đi dạo phố hay đi chơi bạn bè thì Phương cực kỳ thích mặc đồ thể thao, nên là những cái set như này nó vừa thoải mái, nó vừa tôn dáng mà nó lại còn đẹp nữa. À, và cái đôi giày ấy, thật ra là Phương review quá là nhiều giày của Mega Fashion. Bình thường Phương mặc áo thì Phương đi nhiều kiểu giày, nên là Mega Fashion đã gọi là cháy inbox vì mọi người hỏi rất là nhiều về những cái đôi giày Phương đang đi. Lý do vì như thế nên là Mega Fashion quyết định là sẽ nhập giày về để có thể bán cho mọi người luôn, tiện thể là mọi người có thể mua cùng set đồ luôn. Thì đôi giày mà Phương đang đi này thì cũng đang có bán tại Mega Fashion cả nhà nhá. Nếu mọi người thích thì mọi người có thể là đến và đi thử, sau đó thì tậu luôn đôi giày.